Tiếp theo tập trước, Tần Nam bước vào trong Âm Dương tiểu thế giới, tiếng nói phát ra, "Từ nay trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn của Lạc Hà tông, ngươi buộc phải trong vòng 4 ngày trở thành tông chủ của Lạc Hà tông, dẫn dắt cả tông tham gia cuộc chiến Bách tông, trở thành đệ nhất tông của Dương giới, lấy được Đồ Thiên đỉnh." Lúc này, có một viên châu đã bay vào trong đầu Tần Nam, viên châu này cứ thế chui thẳng vào trong thức hải của hắn. Tần Nam lúc này đã hiểu ra, thì ra là vậy, Âm Dương tiểu thế giới này, quả nhiên là dạng cấu thành từ giới trong giới gồm âm giới và dương giới dương giới mà mình ở hiện nay có mấy trăm tông môn thực lực mỗi tông môn tương đương nhau nhưng cứ cách 200 năm tất cả các tông môn sẽ tập trung ở điệp huyết thánh địa đại chiến một trận người thắng có thể có được cơ duyên truyền thừa lớn nhất cũng chính là đồ thiên đỉnh vậy thì chuyện đầu tiên mình phải làm sau đây là đoạt lấy vị trí tông chủ cùng lúc đó có rất nhiều nhiều người cùng nhau đáp xuống quảng trường cùng với tần nam là một đám thiên tài cái thế các thứ các kiểu đứng xung quanh hắn đảo mắt nhìn quanh rồi nhận định dựa theo tình báo mà ngọc thạch đưa cho thì đệ tử ngoại môn Đệ tử nội môn và ba đệ tử chân truyền của Lạc Hà tông đều là tu sĩ từ bên ngoài tới, trưởng lão, thái thượng trưởng lão và hai vị phó tông chủ, là sinh linh do dương giới sinh ra, dựa theo quy định, chỉ cần có thể lấy được thú cổ thạch trụ trên Lạc Hà đạo trường, hơn nữa thủ được một canh giờ, dưới sự công kích của các đệ tử và trưởng lão thì có thể trở thành tông chủ. Tần Nam mỉm cười thầm nghĩ, không có cường giả nhân tiên, xem ra vận may của mình không tệ. Sau đó, hắn lại đảo mắt nhìn quanh một lượt. Tần Nam tính toán trong lòng, những người này thích nghĩ giống mình, đều đang để ý vị trí tông chủ một khi ai ra tay trước đi cướp thú cổ thạch trụ nhất định sẽ gặp phải vây công của tất cả mọi người tần nam lấy đoạn thiên đao ra và nói nhưng nếu không có cường giả nhân tiên mình cần gì phải bó tay bó chân như thế tần nam tiến về phía cổ thú thạch trụ vị trí tông chủ nhất định là vật trong túi của mình nói xong tần nam vung tay đánh ra một chiêu băng diệt tỏa liên những sợi dây xích cứ thế cuốn lấy cổ thú thạch trụ sau đó tần nam kéo mạnh dây xích cổ thú thạch trụ đã bị kéo đi mấy thằng kia gào lên thần suy tần nam ngươi vậy mà dám tranh đoạt thú cổ thạch trụ với bọn ta thật là chán sống rồi ngọc minh phật niệm một câu phật hiệu a di đà phật tần nam thí chủ ngươi cũng quá lỗ mãng rồi bần tăng vốn còn muốn liên thủ với ngươi bây giờ xem ra chúng ta chỉ có thể là kẻ địch tần nam giơ cao đạo thiên đao lên rồi nói bớt nói nhảm vị trí tông chủ người có bản lĩnh thì làm các ngươi muốn thì tới cướp đi tần nam vung đoạn thiên đao chém xuống đường đao ý cuồn cuộn chém ra đột nhiên ngọc minh phật xuất hiện phía sau vung trưởng đánh tới và hét lên chịu chết đi thế nhưng Công kích của ả à kia không thấy có tác dụng gì cả. Hóa ra Tần Nam đã xuất hiện phía sau bà cô này và nói: "Không ai từng nói với ngươi, đừng quay lưng về phía kẻ địch à?" Ngọc Minh Phật quay ngoắt người lại hỏi: "Ngươi từ khi nào?" Đúng lúc này, có một mũi hỏa thương đánh về phía Tần Nam. Tần Nam nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên né tránh. Một lão giả lên tiếng: "Một đệ tử nội môn còn con cũng dám ra tay tranh đoạt thú cổ thạch trụ, lão phu muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì?" Lúc này, Ngọc Minh Phật thầm nghĩ, chỉ thiếu chút nữa, tiếp theo không thể sơ ý nữa. Tần Nam thản nhiên đáp trả lão già kia, vậy thì tới thử xem. Hắn xuất hiện phía sau lão già rồi vung đoạn thiên đao đánh một chiêu, khoa thiên nhất kích, Tần Nam chém một phát, lão già kia lập tức bay màu. Sau đó, thân thể của tên kia đã được truyền tống vào trong quả cầu. Nhìn thấy cảnh này, Tần Nam thầm nghĩ, xem ra khi sinh linh của Âm Dương tiểu thế giới chết, thì sẽ quay ngược về phiến thiên địa này. Lúc này, một tên lên tiếng, tuyệt đối không thể để người này tiếp tục thi triển pháp thuật tương tự. Mấy đứa cũng nói với nhau, chúng ta cùng nhau dẫn động lực lương tiên sơn nhốt hắn lại. Mấy thằng kia ra lệnh, Tân lệnh phó tông chủ tần nam nghe xong lập tức quay đầu lại nhìn trên người hắn đã có những sợi dây linh lực cuốn lấy tần nam lạnh nhạt hỏi chỉ dựa vào chiêu thức này thì muốn nhốt ta ư sau đó hắn dùng chiêu băng diệt chi ý lập tức những sợi linh lực kia bị đốt cháy sau đó băng diệt lĩnh vực cứ thế bùng phát tạo thành lá chắn cho tần nam tiếp theo đám ngọc minh phật vây công tần nam chúng nó liên tục đánh ra các đại chiêu đại phật thiên quốc dục chi thần đồ tứ phương khung vũ nhưng mà băng diệt lĩnh vực của tần nam đã tạo thành một kết giới để bảo vệ hắn tránh khỏi công kích ngọc minh phật nói với cả bọn a di đà phật các vị đạo hữu bây giờ tần nam đã bị bọn ta nhốt xin các vị nghe theo chỉ huy của bọn ta tiến hành công kích đối với hắn đừng tự ý ra tay phá vỡ thuật pháp của bọn ta để tần nam chạy tan am lúc này sử dụng tiếp công pháp nghịch kỵ chi thể sau đó hắn vung tay chém đứt mấy thứ lằng nhằng bên ngoài và nói đại phật thiên quốc chẳng qua cũng chỉ vậy lúc này một tên lên tiếng các vị đạo hữu ổn định tâm thần tần nam còn chưa bước vào cảnh giới nhân tiên chúng ta liên thủ nhất định có thể. thế nhưng Tần Nam lúc này đã lấy ra đồ chơi của mình, khung đồ vô chủ, lập tức thằng phó tông chủ kia đã bị bắt nhốt vào. Ngọc Minh Phật Kinh ngạc hỏi, đó là bảo vật gì? một thằng khác cũng la lên, vậy mà không kịp chạy trốn. Tần Nam lúc này bắt một cái pháp quyết rồi niệm chú, băng diệt chiến lao. lúc này mấy thằng ở đây đều bị những cái lồng màu tím nhốt lại, bọn này hoảng hồn la lên, không tốt, hắn muốn lập lại chiếu cũ. Tần Nam thản nhiên nói, cho dù ngươi đoán đúng thì như thế nào, khung đồ vô chủ bên này đã tỏa ra lực hút kinh người mấy đứa bị nhốt và hút lên kêu gào thảm thiết không đừng lúc này một đứa gào lên ta không tin dựa vào một mình ngươi có thể thắng được tất cả tu sĩ của lạc hà tông cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hưng review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!